Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì tôi sẽ cho mọi người khám phá cái cách làm bánh bánh dày của dân tộc Mông trên bọn bọn mình nhé. Mọi người cùng khám phá nhé. Và bây giờ tôi sẽ cho mọi người đi xem cái vật liệu để làm nhé. Rồi, ok. Đây là hai ở đây cái mẹt đó, đây cái mẹt, đây là cái mẹt. Với lại thân của cái cây cây dế đấy, cây dế, cái quả dế người ta hay mua đấy. Đây là cái thân của cái cây dế, và để cái cục này này, đó cái cục này thì mình gọi là mình giã, giã cho cân nó dẻo dẻo nhá mọi người nhá. Đó, một cái này dày luôn, đúng đấy mọi người, làm kiểu này này. Tí mình sẽ làm cho mọi tí sẽ quay cho mọi người xem nhé. Khá dài mọi người. Thân cây dễ. Và đây đó. Mình đang nấu sôi đây, nấu sôi để đi làm bánh dày nhá. Rồi bây giờ sẽ tiến hành mang đi độ và làm mọi người nhá. À, đây là vợ mình đang bôi cái này để nó không dính mọi người ạ. Lòng trứng sẽ ở cái quả trứng đấy, bôi cho nên nó tí mình sẽ dế nó, dế lấy ra kiểu để nó không dính vào cái
Sát đường rồi mọi người ơi, chắc tầm 5 phút nữa được. Mệt rồi á. Sát đường rồi, muốn hạ hóa. Nó tụi lờ. Nó khả giả nó. Hãy tay dính vào tầm mông này. Anh phụ mua xanh rồi nè. Anh phụ tức xin nông, phụ tức xin phá. Tầm mít phụ mua thay, anh em mua thay tay dính cái tùa nữa mà. Mẫu ơi, mẫu mua tay đứa phát thì nó khả giả. Kéo không lên rồi. Con quay gần cho mọi người xem. Chị tao tao. Chị tao rồi. Chết tiệt đâu. Bây giờ dính lắm rồi. Bây giờ kéo không lên rồi. Ô, tụi nó dính quá. Nhìn nhanh sao ngồi mấy thằng một lá thằng một lá đấy là lên được sao cực ngon luôn. Ủa, của tôi tiếp tục luôn. Ủa, tôi chả mấy con chảy ra trong. Như dạ, dạ của con lợn luôn đấy. Này, hát câu, mấy câu nó khả chịu.